Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến văn hóa Khmer thì không thể bỏ qua nhân tố quan trọng nhất, đó là ngôi chùa. Đối với bà con dân tộc Khmer, ngôi chùa đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây vừa là nơi gửi gắm tâm linh, vừa là không gian để thực hiện các nghi lễ văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Ngôi chùa Khmer là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Tây Ninh nói riêng và đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung. Tỉnh Tây Ninh hiện có 6 ngôi chùa Khmer khá đẹp, phân bố ở các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh. Tất cả đều được xây dựng theo lối văn hóa kiến trúc Phật giáo Nam Tông Khmer. Người Khmer quan niệm Đức Phật luôn bên họ để che chở và ban phúc lành, nên hầu như ở trong các phung, sóc, người dân luôn tự nguyện đóng góp để xây dựng ngôi chùa riêng cho địa phương mình. Nếu ngôi chánh điện của chùa Butum Kiri Ransay ở xã Thành Tân, thành phố Tây Ninh được cho là hoành tráng, lộng lẫy nhất, thì chùa Chung Rút ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên là nơi tập trung nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc nhất. Chùa Chung Rút có tên đầy đủ là Risathia Ratanaut Dom Chung Rút. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại ngôi chùa Chung Rút, tọa lạc tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Đây là một trong 6 ngôi chùa đẹp nhất của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Tây Ninh. Đối với đồng bào dân tộc Khmer, ngôi chùa là nơi gửi gắm tâm linh, vừa là nơi thực hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ngôi chùa là nét văn hóa đặc trưng, đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Khmer Tây Ninh nói riêng và của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung. Năm 1991, chùa Chung Rút chính thức được xây dựng bằng cổ. Đến năm 2000 thì mới làm lễ kết giới xây ma cho ngôi chánh điện. Trong những năm qua, chùa luôn được trùng tu, nâng cấp cho khang trang hơn. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của Phật tử đến chùa, năm 2014, sư cả của chùa đã kêu gọi các tổ chức cá nhân và Phật tử gần xa đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng ngôi sala mới với quy mô một trệt, một lầu, với tổng diện tích hơn 500 m², kinh phí xây dựng khoảng 14 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục của ngôi giảng đường này cơ bản đã hoàn thành. Rồi cái ở trong chùa thì có những cái ngày lễ cũng nhiều, nhưng mà cái ngày lễ như là cái tổ chức mỗi hàng năm thì không thể thiếu là cái lễ San Dunta, hay là cái mình bên giống như bên Việt thì cũng như cái lễ Du Lan Bao Hiếu, rồi cái lễ nhập hạ thì cũng sắp tới này, thì như là cái tháng tới này thì nhập hạ, rồi cái lễ cái ra hạ, rồi lễ cái dân y Katina, rồi cái lễ Tết Trôi Trăm Mây, là cái mỗi cái lễ hàng năm thì mình phải tổ chức thì không có thể thiếu. Còn cái các lễ khác thì có năm thì có làm, có năm thì không có làm. Chùa Khmer thường được chọn xây dựng trên một khu đất rộng bao bọc bởi những hàng cây dầu, cây thốt nốt hay rừng tràm xanh tươi. Các chùa Khmer ở Tây Ninh nhìn chung là một quần thể kiến trúc bao gồm như chánh điện, sala, tăng xá, tháp cốt, miếu, necta và các tượng tròn ngoài trời. Trong đó nổi bật và quan trọng nhất là ngôi chính điện được xây dựng ở trung tâm của ngôi chùa. Chính điện được xây theo hướng đông tây với quan niệm Đức Phật luôn ngự ở phía tây nhìn về hướng đông mà ban phúc lộc, cứu độ chúng sanh. Mái có nhiều lớp vút lên cao, trên có tượng rồng tượng trưng cho nơi ngự trị của Đức Phật và mong cầu tránh hỏa hoạn. Bên ngoài của chính điện thường có các công trình phụ trợ, các trang trí phù điêu đắp nổi thể hiện các hình tượng tiên tử xinh đẹp, chim thần Krut nâng đỡ mái chùa, chằng chết hung dữ, đầu thần Mayon bốn mặt được lấy từ văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Khmer. Ngoài ra, có các dải hành lang tạo không gian thoáng mát, trang trí các hình tượng những thế lực tà ác đã bị Đức Phật quy phục. Đồng bào Khmer luôn quan niệm sống vào chùa cởi thân, chết vào chùa gầy cốt.
Vì vậy mà ngôi chùa có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của người dân Khmer ở nơi đây. Chùa vừa là nơi để thực hành nghi lễ tín ngưỡng, vừa là nơi sinh hoạt và bảo tồn văn hóa truyền thống. Chùa cũng là trường học đạo lý, lễ sống, cách ứng xử với xóm làng, bà con dòng tộc, là nơi để học tập nghề nghiệp, văn hóa truyền thống. Đối với những như là cái người Khmer nói riêng và các Phật tử thì nói chung thì rất là quan trọng, tại vì cái chùa là cái chỗ nơi để mà mình tu tập, học những cái điều tốt, như là Phật tử qua chùa để mà học những cái về cái đạo lý của Đức Phật, để mà sau này thì lấy những cái đạo lý này thì để mà áp dụng trong cái cuộc sống đó. Như là cái trong cuộc sống của mình á, như là cái mình muốn được bình an, mình muốn được bình đẳng gì đó thì mình phải có cái biết những cái điều tốt, những cái điều đạo đó. Như vậy với Phật tử thì qua để mà cái học để mà cái lấy áp dụng trong cái cuộc sống. Mình chăm bón không vật dụng mùi trong chung phút vật sẵn đúng không? Ê cái thiệp cái này chăm chung chập là rịp chọm à, rịp chọm tây đập ra đi trước khi tiến hành thực hiện các nghi lễ, ban quản lý chùa sẽ họp với ban dân dân ấp và Phật tử thống nhất với nhau thì mới bắt đầu tổ chức. Các Phật tử tin tưởng những đạo lý tốt đẹp của Đức Phật nên thường thực hiện các nghi thức tại chùa. Có nhiều lễ hội tổ chức trong chùa như là Mek Bochia, Sen Don Ta, Hop Om Bok. Ngôi chùa gắn liền hầu hết với nghi lễ vòng đời của bà con Khmer từ khi mới sinh ra cho tới khi trở về với các bụi hòa đồng. Nơi nào có ngôi chùa đẹp, hoành tráng, có nhiều sư tu hành, đó không những là niềm vinh dự cho cả làng, mà còn là sự hãnh diện của mỗi gia đình trong phong sóc. Nó không ở vào vốn, cứ thả miền mà phép to là bằng hạt bằng hai một hàng ở xóa sắc mai phóng. Hay nâng ca bằng hạt bằng hai nâu thò, cứ kháng bật bật sát sá, cứ thò là bật bật nó. Hay trong chùa, sư là người trực tiếp giảng dạy kinh đạo của Đức Phật cũng như kinh Pali, chữ Khmer cho các vị sư và các học sinh trong ấp. Song song đó cũng phát huy giữ gìn truyền thống văn hóa, chẳng hạn như là nhạc ngũ âm, khi giảng dạy kinh Phật kết hợp tuyên truyền chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Khang sasana bị bồ tha ca sasana này cứ sasana bồ rót thì rùm tại mùi. Hiện nay được sự quan tâm của đảng và nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer Tây Ninh ngày càng ổn định và phát triển về mọi mặt. Các làng Khmer đang dần bắt nhịp hiện đại hóa nhưng vẫn không mất đi bản sắc của mình. Các lễ hội dân gian và lễ hội Phật giáo luôn được giữ gìn và phát huy hết sức đặc sắc tại các ngôi chùa. Việc cúng dường cho chư tăng ủng hộ tiền tôn tạo xây dựng chùa, đúc tượng Phật, bà con luôn sẵn sàng và ủng hộ hết lòng. Có thể nói, ngôi chùa Khmer là sự tổng hòa các sắc thái riêng của người Khmer. Thông qua nghệ thuật kiến trúc xây dựng trên các ngôi chùa, người Khmer muốn giữ gìn nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng Phật giáo cùng tinh thần hướng thiện đến cộng đồng. Ngày nay, đi qua các làng Khmer trong tỉnh, ta sẽ thấy đổi mới rất nhiều. Nhà xây hiện đại có, nhà sàn truyền thống có, đường, trường, điện là khá đầy đủ theo lối sống mới. Nhưng không gian các ngôi chùa vẫn muôn đời cổ kính trang nghiêm. Bước vào chùa là bước vào cõi đạo, tất cả mọi tham sân ái dục đều bỏ lại ngoài kia. Con người một lòng hướng thiện, sống cuộc đời đầy trí tuệ và bác ái từ bi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.